có ân điển của Chúa, có lẽ thật của Chúa, có danh của Chúa, phải không ạ? Cho nên nếu mà chúng ta càng ngày càng vinh hiển thì chúng ta càng sống một đời sống nhân từ, một đời sống đầy dẫy thương xót, một đời sống ân điển. Bởi vì trong sự vinh hiển của Chúa có bao gồm tất cả những điều đó. Vinh hiển của Chúa chính là sự, là bản chất của Đức Chúa Trời. Tuần rồi chúng ta học bài gì nhớ không? À, cái đó là cái đó bữa thứ tư. Hoạn nạn. Khi mà chúng ta đối diện với hoạn nạn thì chúng ta cần phải làm gì? Có những hoạn nạn Chúa cho phép xảy ra. Có thể có những hoạn nạn Chúa cố tình tạo ra, nhưng mà cũng có hoạn nạn là do chúng ta tạo ra, cũng có những hoạn nạn do ma quỷ gây ra. Nhưng mà cho dù hoạn nạn nào đi nữa thì sao? Thì tất cả đều là tạm, phải không ạ? Tất cả đều là tạm. Và chính hoạn nạn sẽ sản sinh ra trong chúng ta cái gì? Sự kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn là một phẩm chất quý giá cho chúng ta. Đức Chúa Trời muốn chúng ta như vậy. Hoạn nạn còn đem lại cho chúng ta điều gì nữa? Hoạn nạn có thể là khiến cho chúng ta, khiến cho sự sống của Chúa Giêsu được bày tỏ ra trong cuộc đời của chúng ta. Sự sống của Chúa Giêsu được bày tỏ ra trong cuộc đời của chúng ta. Phaolô nói là ông đã bị đánh đập, ông bị đủ thứ hết, nhưng mà sao? Không chết. Tại sao không chết? Vì sự sống của Chúa trong ông mạnh quá. Cho nên người ta có làm cái gì ông đi nữa cũng không chết. Đấy, sự sống rất là mạnh. Rồi hoạn nạn còn gì nữa? Đem là sự vinh hiển. Vinh hiển và quyền năng. Đem vinh hiển và quyền năng nữa. Bởi vì đằng sau khi mà chúng ta vượt qua khỏi hoạn nạn thì gì? Thì Chúa sẽ bày tỏ phép lạ và vinh hiển cho cuộc đời của chúng ta. Cho nên khi đối diện với hoạn nạn thì chúng ta không có phải không phải sợ hãi rồi run sợ và chìm đắm ở trong hoạn nạn, mà chúng ta sẵn sàng đối diện với nó. Và chúng ta sẵn sàng gì? Vượt qua nó nha. Cũng không trốn thoát bằng cách của con người, nhưng mà chúng ta có thể thoát được nó là nhờ cách gì? Nhờ Đức Chúa Trời. Nhờ Đức Chúa Trời. Bởi đức tin nhờ Đức Chúa Trời mà chúng ta vượt qua nó. Thì như vậy thì chúng ta mới có thể là trưởng thành hơn. Còn nếu mà trong hoạn nạn mà chúng ta tìm cách trốn thoát bằng cách này cách kia của con người thì sao? Thì học lại. Chưa đậu. Dương lớp học lại. Đấy, những người cơ đốc nhân mà có đức tin là như vậy đó nha. Đó là đức tin đó. Chứ không phải là hoạn nạn ngồi đó là khóc lóc thảm thiết này kia. Không phải ha. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học lời của Chúa để chúng ta có thể hiểu được hết tất cả những điều Chúa muốn chúng ta cần có trên đời sống của mình. Xin chúng ta mở ra trong Suất Ê Díp Tô Ký đoạn 33. Suất Ê Díp Tô Ký đoạn 33. Chúng ta sẽ bắt đầu từ câu 17. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đọc câu 17, câu 18. Bắt đầu. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ làm điều ngươi cầu xin ta, vì ngươi được ơn trước mặt ta, và ta biết ngươi bởi danh ngươi vậy. Môi-se thưa rằng: Tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài. Trong đồng vắng, sau khi nhận hai bản đá xuống núi, ông thấy dân sự thờ bò vàng, thì Môi-se đập bể hai bản đá. Mà hai bản đá đó chúng ta biết rằng là ai đục ra và ai viết nên? Chính ngón tay của Chúa đã làm nên, mà ông dám đục. Rõ ràng là Môi-se nóng nảy dữ dội ha. Đấy. Và sau đó là cái câu chuyện
về cái việc mà Môi-se nài xin Chúa nhiều điều, trong đó có một điều mà Môi-se nài xin Chúa rất là quan trọng. Bây giờ chúng ta xem câu 17. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ làm điều ngươi cầu xin ta. Tại sao? Ta sẽ làm điều ngươi cầu xin ta, hay nói khác hơn là ta sẽ đáp lời ngươi cầu nguyện. Vì ngươi được ơn trước mặt ta. Như vậy là vì Môi-se được ơn trước mặt Đức Chúa Trời, cho nên Đức Chúa Trời sẵn sàng nghe lời ông cầu nguyện và đáp lời cầu nguyện của ông. Và chúng ta thấy rất là nhiều lần Đức Chúa Trời nổi giận với dân Israel. Ngài muốn hủy diệt họ, thậm chí Chúa nói là ta sẽ hủy diệt dân này trong một lát, rồi ta sẽ làm cho ngươi, từ ngươi nên một dân lớn. Nhưng mà Môi-se lật đật là đến quỳ xuống và can gián trước mặt Đức Chúa Trời. Ông kêu cầu, ông khẩn nài, ông biện luận đủ thứ hết. Và rốt cuộc Đức Chúa Trời làm gì? Tha cho dân sự chỉ bởi một lời cầu nguyện của Môi-se thôi. Vì Môi-se được ơn trước mặt Đức Chúa Trời mà hàng ngàn sinh mạng thoát chết. Chứ không thôi Chúa nói là ta diệt dân này trong một lát, là diệt mấy người? Diệt sạch hết, chứ còn một mình Môi-se thôi đó. Chỉ một lời cầu nguyện thôi, Môi-se thôi mà Chúa đã đáp lời. Bởi vì ông sao? Được ơn. Ông được ơn trước mặt Chúa Trời. Cho nên những người mà được ơn trước mặt Đức Chúa Trời, cầu nguyện là Đức Chúa Trời nhầm. Thậm chí Chúa còn nói gì nữa? Và ta biết ngươi bởi danh ngươi. Hôm trước mình học rồi ha, biết ngươi bởi danh là sao? Chúa biết tất cả dân Israel hết á. Không biết, thậm chí Chúa biết từng người luôn, tên gì từng người. Nhưng mà bây giờ ở đây Chúa nói là ta biết ngươi bởi danh ngươi là thế nào? Biết ngươi bởi danh ngươi có nghĩa là có một cái mối quan hệ rất thân thiết đặc biệt. Đến mức mà Đức Chúa Trời khi Ngài gọi Môi-se, gọi tên Môi-se thì có một cái gì đó trìu mến đối với Ngài. Đúng không ạ? Khi Ngài gọi tên Môi-se thì có điều gì trìu mến. Chúng ta thấy dân Israel rất là đông, nhưng mà Chúa không gọi đích danh từng người. Chúa gọi đích danh Môi-se thôi. Những người khác Chúa nói là một dân. Còn đây Chúa gọi riêng Môi-se và gọi đích danh của Ngài, của Môi-se. À, nghĩa là nó có một cái gì đó rất là đặc biệt trong mối quan hệ. Chứ không phải biết người là biết chung chung như biết tất cả các dân sự. Nhưng biết người ở đây là biết một cách riêng tư, biết một cách thân mật. Giống như mà chúng ta mà thương một người nào đó, hồi xưa mà yêu một người nào đó thì tối ngày sao làm gì? Gọi thầm tên em hả mà. Cũng có chứ. Tôi nhớ hồi xưa có cái bài tiếng Pháp gì đó. Rồi tôi sẽ thét gì đó. Thét lên. Tôi sẽ thét lên làm gì? Gọi tên người yêu. Alin. À bài đó là bài Alin hả? Bài Alin à, nói vậy đó. Cho nên cho dù là dân tộc rất là nhiều, nhưng mà Chúa có một mối quan hệ rất đặc biệt với Môi-se. Ngài nói rằng Ngài biết Môi-se và biết ngươi bởi tên của ngươi. Và Chúa hứa rằng là ta sẽ nhậm lời ngươi vì ngươi được ơn trước mặt. Thế chúng ta có được ơn trước mặt Chúa không ạ? Có chỗ nào nói? Chỗ nào? À, hồi xưa mà mình thấy người này người kia mà được phước hay là gì đó, mình nói ồ người này được ơn, người kia được ơn ha. Thật ra chúng ta có được ơn hay không? Đôi khi chúng ta nhìn thấy mình yếu, đổ đuối, lầm lỗi, nhưng mà chúng ta nghĩ là chắc mình không được ơn với Chúa. Nhưng mà thật sự chúng ta có được ơn trước mặt Chúa không? Được. Chỗ nào chép? Lý do tại sao được ơn? Đúng rồi, mà hãy được ơn thì là sao? Thì Chúa sẽ nhậm lời cầu nguyện. Đấy, đã là nói. Roma đoạn 5. Chúng ta mở ra Roma đoạn 5. Chúng ta đọc câu 1, câu 2. Bắt đầu. Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này, là ơn chúng ta hiện đương đứng vững, và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đấy, sướng chưa? Không phải do tôi đạo đức, không phải do tôi hầu việc Chúa nhiều, mà là do đức tin
mà tôi trước tiên được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Rồi cũng bởi đức tin đó mà tôi làm sao? Tôi được bước vào trong ơn của Chúa và nhờ ơn đó mà tôi đứng đứng vững. Như vậy nói khác hơn là tất cả những ai tiếp nhận Chúa Giêsu tin rằng Chúa Giêsu đã hy sinh cho mình, tin rằng Đức Chúa Trời yêu thương mình đến mức mà hy sinh chính con một của mình, thì người đó được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Amen không ạ? Đấy. Và chúng ta được ơn trước mặt Chúa, vì vậy mà bất kỳ lời cầu nguyện nào của chúng ta thì sao? Chúa nhận hết. Và thậm chí Chúa cũng biết tên chúng ta nữa. Chúa cũng sẽ gọi tên chúng ta nếu mà chúng ta đến gần Chúa. Chúng ta trở lại. Bây giờ Môi-se cầu nguyện cái gì đây? Chúa nói là ta sẽ nhậm lời ngươi cầu xin. Câu 18. Môi-se thưa rằng xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài. Cái xin này là xin đặc biệt đó nha. À, xin đặc biệt đó. Thường dân sự, dân Israel đó, thì thường mà coi như đi theo Môi-se trong đồng vắng thì sao? Đòi ăn, đòi uống, thiếu thiếu thì lầm bầm, thì đủ thứ. Môi-se thì lại xin gì? Cho tôi xem, cho tôi ngắm xem sự vinh hiển của Ngài. À, chúng ta để ý ở chỗ này nha. Môi-se đã từng thấy phép lạ chưa? Không những ông từng thấy phép lạ mà chính ông là cái người làm phép lạ. Đúng không ạ? 10 tai vạ tại xứ Ai Cập, vượt qua biển đỏ, bánh mana từ trên trời xuống, rồi chim cút bay đến đầy trời quân, rồi những trận chiến chiến thắng nữa, ông nhìn thấy rất rất là nhiều phép lạ của Đức Chúa Trời. Môi-se nhìn thấy nhiều lắm, nhưng mà ông vẫn chưa thỏa mãn. Ông ước ao cái điều gì? Ông được đang được nhìn thấy sự vinh hiển của ông muốn ao nhìn thấy sự vinh hiển của cái đấng mà làm phép lạ đó. Của cái đấng làm phép lạ đó. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Đôi khi chúng ta chỉ là coi như là mong muốn là Chúa làm phép lạ trên cuộc đời mình, Chúa chu cấp cho mình. Nhưng mà chúng ta không như Môi-se, là chúng Môi-se đổi gì? Muốn được nhìn thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Như vậy rõ ràng, Đức Chúa Trời biết ông bởi tên. Còn ông thì ông rất khao khát được nhìn mặt Chúa. Rõ ràng là cái tình cảm của ông đối với Chúa một cách đặc biệt như vậy đó. Đấy. Rồi, chúng ta xem Chúa trả lời ông sao. Chúng ta đọc từ câu 19 cho đến câu 23. Bắt đầu. Đức Giê-hô-va phán rằng, ta sẽ làm cho các sự nhân từ ta phát ra trước mặt ngươi. Ta hô danh Giê-hô-va trước mặt ngươi, làm ơn cho ai ta muốn làm ơn, và thương xót ai ta muốn thương xót. Lại Ngài lại phán rằng, ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống. Đức Giê-hô-va lại phán, đây có một chỗ gần ta, ngươi hãy đứng trên hòn đá. Khi sự vinh hiển ta đi ngang qua, ta sẽ để ngươi trong bọng đá, lấy tay ta che ngươi. Cho đến chừng nào ta đi qua rồi, ta sẽ rút tay lại và ngươi thấy phía sau ta, nhưng chẳng thấy mặt ta chẳng được. Và Chúa trả lời cho ông là, ông thì xin Chúa cho ta thấy sự vinh hiển. Thì Chúa trả lời gì? Chúa nói là, ta sẽ làm cho các sự nhân từ phát ra trước mặt ngươi. Trong bản Kinh Thánh tiếng Anh nữa là, ta sẽ làm cho sự nhân từ ta đi ngang qua mặt ngươi. Đấy. Ông thì ông xin Chúa cho thấy sự vinh hiển. Mà Chúa thì nói ta sẽ cho sự nhân từ đi ngang qua, nghĩa là sao vậy? Cho thấy sự vinh hiển mà Chúa nói là sự nhân từ sẽ đi ngang qua ngươi. Sự đi ngang qua ngươi có nghĩa là gì? Có nghĩa là sự nhân từ chính là sự vinh hiển của Chúa. Sự nhân từ chính là sự vinh hiển của Chúa. Ngoài ra Chúa nói gì nữa? Ta hô danh Giê-hô-va trước mặt ngươi. Thì Giê-hô-va cũng là sự vinh hiển. Sự vinh hiển cũng là danh của Giê-hô-va. À, ta làm ơn cho ai ta muốn làm ơn. Ta thương xót ai ta muốn thương xót. Nói tóm lại là danh của Chúa và sự nhân từ của Chúa chính là bày tỏ sự vinh hiển của Chúa. Hay nói khác hơn, sự vinh hiển của Chúa mà lâu nay chúng ta nhìn thấy, chúng ta tưởng tượng chỉ là một sự sáng thôi, chỉ là quyền năng, chỉ là ánh sáng thôi, là sự vinh quang thôi. Nhưng thật ra sự nhân từ, xin lỗi, sự vinh hiển của Chúa là cả bản chất của Chúa luôn. Nó bao trùm bản chất của Chúa luôn.
Ngày hôm nay rất là nhiều người tài năng trên thế giới này, họ cũng có cái vinh quang riêng của họ, họ có sự vinh hiển của họ. Ví dụ như những người mà coi như là tài năng về âm nhạc đó thì sao? Khi mà họ là nổi tiếng, ca hay, hát giỏi thì họ có rất là nhiều fan hâm mộ, đúng không ạ? Đi đến đâu người ta cũng tôn ca, người ta chúc tụng hết trơn. Hoặc là sao siêu sao bóng đá, hoặc là gì? Tin màng bạc. Minh tinh màn bạc, rất là nhiều người. Họ đạt được sự vinh hiển đó bởi vì những nỗ lực, những thành tích của họ. Nhưng mà sự vinh hiển của Chúa, của họ chỉ ở trong lĩnh vực đó thôi. Biểu họ làm cái chuyện khác là họ làm cũng được. Hơn nữa là về đạo đức thì chưa chắc những người đó có đạo đức. Đúng không ạ? Về đạo đức thì chưa chắc họ có đầy đủ đạo đức đâu. Nhưng mà chúng ta biết rằng sự vinh hiển của Chúa bao gồm luôn cả sự nhân từ ở trong đó. Như vậy là sự vinh hiển của Chúa là sự vinh hiển, chính là bản chất của Chúa luôn. Cho nên ông Môi-se ông xin Chúa cho con thấy được sự vinh hiển của Ngài. Thì Chúa nói, ngươi sẽ thấy sự vinh hiển của ta, trong đó có sự nhân từ của ta luôn. Bởi vì sự nhân từ của sự vinh hiển của Chúa bao gồm quyền phép, bao gồm sự sáng, vinh quang và bao gồm cả bản chất của Đức Chúa Trời luôn. Đấy. Câu 20. Ngài lại phán rằng ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta vì ai không vì không ai thấy mặt ta mà còn sống. Không ai thấy mặt ta mà còn sống. Chúng ta ngày hôm nay có thể thấy mặt Chúa không? Có Có, tôi thấy sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta có thể nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa hoặc là nhìn thấy mặt Chúa không? À, bởi vì chúng ta là những kẻ chết rồi. Chúng ta là những kẻ đã chết. Chúng ta không phải là kẻ sống, mà chúng ta đã đồng chết với Chúa Giêsu và chúng ta sống lại với sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trong chúng ta. Cho nên chúng ta có thể nhìn thấy được mặt Chúa. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 6 thì nói gì? Vì Đức Chúa Trời là đấng có phán, sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm, đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt của Đức Chúa Giêsu Christ. Ngày hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy được sự vinh hiển của Chúa qua mặt của Chúa Giêsu Christ. Chúng ta có thể nhìn thấy mặt của Chúa Giêsu Christ tỏ rạng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Môi-se thì không được phép. Môi-se không được phép. Còn chúng ta thì được điều đó. Câu 22. Câu 21. Đức Giê-hô-va lại phán, đây có một chỗ gần ta, ngươi hãy đứng trên hòn đá. Khi sự vinh hiển ta đi ngang qua, ta sẽ để ngươi trong bọng đá. Chúa nói khi sự vinh hiển ta đi ngang qua. Hồi nãy là Môi-se cầu xin là cho thấy sự vinh hiển của Chúa. Phải không ạ? Thì Chúa nói là khi sự vinh hiển ta đi ngang qua, ta sẽ để ngươi trong bọng đá, lấy tay ta che ngươi cho đến chừng nào ta đi qua rồi. Ta sẽ rút tay lại và ngươi thấy phía sau ta nhưng không thấy mặt ta, nhưng thấy mặt ta chẳng được. Lấy tay che, ngươi sẽ thấy sau ta chứ không thấy mặt ta. Mà phía trên thì nói là sự vinh hiển ta đi qua, nghĩa là sao vậy? Ai đi qua? Sự vinh hiển đi qua hay là Chúa đi qua? Sự vinh hiển đi qua hay là Chúa đi qua? Chúa đi qua. Hay nói khác hơn là gì? Sự vinh hiển ở đâu thì Chúa ở ở đó. Sự vinh hiển của Chúa chính là Chúa luôn. Đấy. Cho nên ông Môi-se nói xin cho con thấy sự vinh hiển của Chúa thì nói khác hơn là cho con thấy chính Chúa. Cho con thấy chính Chúa. Mà con chỉ thấy được sau lưng thôi. Vì ta đi ngang qua ta che là con rồi, con không thấy được đâu. Khi con ta qua khỏi thì ta mới rút cái tay thì con mới thấy được cái sau lưng. Chỉ thấy được sau lưng ta thôi. Thế mà con xong con. Có một mục sư ông giải thích như thế này, ông nói rằng là Môi-se chỉ thấy sau lưng thôi. Cho nên đó là lý do tại sao mà Môi-se chỉ được phép viết những gì thuộc về quá khứ, về tới sáng thế ký. Tại vì thấy sau lưng thôi. Còn các sứ đồ như ông Văn thì thấy trước mặt, không? Cho nên ông viết về tương lai sách Khai Nguyên thì cũng hay, nghe cũng có lý, nhưng mà chưa biết nó phải chân lý hay không thôi.
Chúng ta qua chương 34. Thầy sẽ đọc, anh em theo dõi. Câu 1. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng hãy đục hai bảng đá như hai bảng trước, rồi ta sẽ viết trên hai bảng đá này các lời mà đã ở nơi hai bảng đá kia mà ngươi đã làm bể. Thì chúng ta thấy Chúa không quở trách ông nha. Không có trách gì ông này. Ngày mai hãy chực cho sẵn, vừa sáng lên trên đỉnh núi Sinai đứng trước mặt ta tại đó. Không ai nên lên theo cùng ngươi, khắp núi không nên thấy có người, chiên bò cũng chẳng nên ăn cỏ nơi núi này nữa. Môi-se bèn đục hai bảng đá y như hai bảng trước, dậy sớm cầm theo tay hai bảng đó lên trên núi Sinai, y như lời Đức Giê-hô-va phán dặn. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong đám mây đứng gần bên Môi-se và hô danh Giê-hô-va. Trong cái chương trước là Chúa nói là Chúa sẽ hô danh Đức Giê-hô-va, đúng không ạ? Và bây giờ là lúc này đã xảy ra nè. Ngài đi ngang qua. Hồi nãy là nói là sự vinh hiển đi ngang qua, còn bây giờ nói rõ luôn là gì? Ngài đi ngang qua có nghĩa là Ngài là sự vinh hiển của Ngài chính là Ngài. Ngài đi ngang qua mặt người và hô rằng: Giê-hô-va, Giê-hô-va. Chúng ta thấy Chúa tự hô danh Ngài. Chúa tự hô danh Ngài: Giê-hô-va, Giê-hô-va. Và danh của Chúa là danh cao trọng, là danh quyền năng. Cho nên khi Ngài Jehovah, Jehovah, Ngài công bố danh đó ra, ông kia áp luôn cao. Jehovah, Jehovah. Ngày hôm nay chúng ta có danh gì? Ngày hôm nay Chúa ban cho chúng ta danh gì? Giê-xu. Giê-xu. Danh Giê-xu. Khi nghe đến danh Chúa Giêsu Christ thì sao? Mọi đầu gối trên trời, dưới đất, rồi bên dưới đất luôn, thảy đều quỳ xuống. Bởi vì danh đó đã được tôn lên rất cao rồi. Khi mà Chúa Giêsu vừa mới đẻ ra thì coi như thiên sứ bảo là hãy đặt tên là Giêsu, vì cái danh đó có nghĩa là cứu dân mình ra khỏi tội. Giêsu có nghĩa là Jehovah cứu. Đấy. Nhưng mà cái danh đó chưa được tôn cao. Danh đó được tôn cao khi nào? Khi Chúa Giêsu lên thập tự giá, vâng phục cho đến chết, đó, thậm chí chết trên cây thập tự. Rồi sau đó, Ngài được Đức Chúa Trời tôn lên rất cao và ban cho danh Ngài trên hết mọi danh. Ngày hôm nay chúng ta có danh Giêsu để chúng ta hô ra. Chúa hô chính danh Ngài ra trước mặt Môi-se, còn chúng ta ngày hôm nay chúng ta phải hô danh Giêsu ra trước mặt thế gian này. Amen không ạ? Và khi chúng ta hô danh của Ngài ra thì sẽ có điều gì đó xảy ra. Có những điều vô cùng đặc biệt xảy ra, quyền lực của ma quỷ phải rúng động. Đấy. Chúng ta thấy trong những cái video clip của TV Joshua, nhiều khi là ma quỷ nó đối diện với những người đệ tử của ông TV Joshua hoặc là chính ông, không bao giờ nó dám nói tới hai chữ Giêsu hết nha. Nó không nói đến, nhá. Nó không nói đến được. Thậm chí ông thách thức ông nói là tên gì, người nói người đó là tên gì, đấng đó là tên gì. Nó nói sao? Ta không nói. Biết là thầy của ngươi thôi. Ta không nói. Không nói cái danh. Không nhắc đến cái danh. Đó. Không nhắc đến cái danh. Đó. Như vậy là trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời có danh của Ngài. Amen không ạ? Trong sự vinh hiển của Chúa Giêsu Christ có danh của Chúa Giêsu. Rồi gì nữa? Chúa bắt đầu hô sự nhân từ của Ngài nè. Là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thật. Trong bản kinh thánh tiếng Anh là đầy dẫy ân điển và lẽ thật. Đầy dẫy ân điển và lẽ thật. Ban ơn cho đến ngàn đời. Ban ơn cho đến ngàn đời. Xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi. Đấy. Thương xót của Chúa là như vậy. Ai mà Ngài thương xót thì Ngài thương xót. Câu phần trước, Chúa nói Ngài muốn thương xót ai thì thương xót. Phải không ạ? Muốn làm ơn cho ai thì làm ơn. Mà hễ ai được thương xót thì Ngài nói sao? Ban ơn cho người đó đến ngàn đời. Chúng ta có tin rằng con cháu chúng ta ngàn đời được ơn không? Hả?
Chúng ta tin. Khi chúng ta đã được ơn trước mặt Chúa rồi thì con cháu ta ngàn đời cũng sẽ được ơn. Hãy công bố điều đó khi cầu nguyện, hãy nhắc điều đó với Chúa. Hả? Để rồi các con của chúng ta sinh ra đó phải là những người đặc biệt. Bởi vì Chúa hứa rõ ràng mà. Đấy là được ơn cho đến ngàn đời con cháu rồi gì nữa? Xá điều gian ác. Xá là gì? Xá là tha. Tha điều gian ác, tội trọng. Tội mà trọng lắm thì Chúa cũng tha luôn. Và tội, tội lỗi. À. Rồi cái câu sau Chúa nói, nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội. Và nhân tội tổ phụ phạt con cháu đến ba bốn đời. Cái này mình nghe nó mâu thuẫn không vậy? Tại sao ở trên thì nói là tha tội, ở dưới thì nói là bắt tội? Tại sao? Mâu thuẫn gì không ạ? Nếu mình không hiểu thì mâu thuẫn. Kẻ có tội là kẻ không tin thôi. Ở đây chúng ta thấy nè, đang nói đến hai thành phần khác nhau. Chúa nói ta muốn làm ơn cho ai thì ta làm ơn. Đấy không ạ? Ai là Chúa sẽ làm ơn? Ai được ơn? Những người tin Chúa, những người chấp nhận tình yêu của Chúa, những người chấp nhận sự hy sinh mà Chúa sắm sẵn cho chúng ta, thì những người đó bắt đầu là những người được ơn. Và Chúa hứa với những người đó là Ngài ban ơn cho đến ngàn đời người đó, xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi. Nhưng chẳng kẻ có tội, chẳng kể kẻ có tội, ở đây là tội nhân. Chẳng kể tội nhân là gì? Vô tội. Những ai không tin Chúa thì không được xưng công bình, thì những kẻ đó gọi là tội nhân. Mà hễ tội nhân thì sao? Nhân tội tổ phụ phạt con cháu đến ba bốn đời. Và những tội nhân có làm điều công bình đi nữa thì vẫn được Đức Chúa Trời kể là gì? Có tội, không có vô tội. Phạt có ba bốn đời. À, nhưng mà tất nhiên là chúng ta cũng nhìn thấy là coi như là có một cái gì đó đặc biệt đây, phải không ạ? Tin Chúa, được ơn Chúa thì được ơn đến ngàn. Còn phạt thì chỉ phạt ba bốn đời thôi. Phải không? Ba bốn đời thôi. Mà nếu mà có cơ hội mà trở lại với Chúa thì sao? Nói tóm lại là sự vinh hiển của Chúa nó bao gồm sự nhân từ của Chúa, bao gồm luôn cả danh của Chúa, bao gồm luôn cả những ơn lành thương xót của Chúa dành cho loài người, phải không ạ? Cho nên Môi-se nói là con muốn nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa, có nghĩa là ông nói là con muốn nhìn thấy Ngài, và con cũng muốn nhìn thấy tất cả những điều đó, nhân từ, danh của Chúa tuyệt diệu vĩ đại như thế nào. Chúng ta qua tới câu 29. Chúng ta cùng đọc câu 29 bắt đầu. Khi Môi-se tay cầm hai bản chứ đi xuống núi Sinai, chẳng biết rằng da mặt mình sáng rực bởi vì mình hầu chuyện Đức Giê-hô-va. Dạ, được rồi, được rồi, được rồi. Chúng ta dừng lại đó. Kinh Thánh nói là Môi-se cầm hai bản núi đi, bản đá đi xuống núi Sinai. Không biết, ông không biết, ông không nhận thức được. Ông không nhận thức được rằng gì? Da mặt ông sáng rực. Kinh Thánh gọi là sáng rực. Lý do tại sao sáng rực? Bởi vì mình hầu chuyện Đức Giê-hô-va. Ông thì ông xin Chúa cho con thấy sự vinh hiển của Chúa. Thế mà. Rồi khi ông thấy sự vinh hiển của Chúa rồi sau đó làm sao? Sự vinh hiển đó nó ở luôn trên ông luôn. Nghĩa là bị nhiễm luôn, được nhiễm luôn. Mà Kinh Thánh nói là da mặt ông sáng rực, nghĩa là ông có được sự vinh hiển là bởi vì ông hầu chuyện Đức Giê-hô-va. Ông hầu chuyện Đức Giê-hô-va mà ông da mặt ông sáng ông không biết. Quý vị có biết ngày hôm nay nếu chúng ta mà hầu chuyện Chúa đó, khi chúng ta hầu chuyện Chúa thì vinh hiển của Chúa ở trên chúng ta luôn. Amen không ạ? Nếu chúng ta để thời gian chúng ta hầu chuyện Chúa nhiều, mà chúng ta càng hầu chuyện Chúa nhiều thì sao? Sự vinh hiển trên chúng ta sẽ càng lớn hơn. Nhưng mà dường như chúng ta thích nói chuyện lẫn nhau nhiều hơn. Tôi nói là tôi phải nể anh những người Canada. Nói chuyện hay lắm. Ngồi với nhau là nói miết mấy tiếng đồng hồ luôn. Vẫn nói được. Tôi có những người bạn khi mà gặp nhau nói chuyện là nói hoài. Có một người bên Mỹ. Lại nhà văn nữa chứ.
Thế mà vô là cô ta nói chuyện nói hoài, nói hoài, nói hoài, nói không bao giờ ngừng nghỉ. Nhiều khi mình muốn ngắt mình đi ra mình cũng khó ngắt ra nữa. Đôi khi phải ngắt ra một cách bất lịch sự. Hay nói đúng hơn là cái tâm lý của chúng ta là thích nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nhưng mà nếu chúng ta tập trung thời gian để chúng ta nói chuyện với Chúa thì chuyện gì xảy ra? Sự vinh hiển của Chúa trên cuộc đời chúng ta rất nhiều, phải không? Mà càng ngày càng hơn nữa. À, mà thậm chí chúng ta cũng không nhận ra được. Nhiều khi chúng ta không nhận ra được. Nhưng mà thế gian có thể nhận ra được. Chúng ta nhớ câu chuyện Ê-tiên không? Ê-tiên khi bị bắt. Đấy, trước khi mà ông bị ném đá thì người ta nói là nhìn mặt ông giống như mặt của thiên sứ. Có nghĩa là nó có một cái sự sáng sáng láng vô cùng. Và thực sự như vậy, nhiều khi đi truyền giáo, nhất là về những vùng quê, gặp những cái người mà bị quỷ ám đó, khi mình thấy họ đến nhóm á, thì cái mặt họ tốt tốt thui à. Nhưng khi mà giảng xong rồi kêu họ cầu nguyện đuổi quỷ cho họ, đuổi quỷ xong cái là ai cũng làm chứng đó là cái mặt họ sáng ra. Đuổi quỷ xong là cái mặt sáng ra. Môi-se xin nhìn sự vinh hiển của Chúa. Và Môi-se đã nhận được sự vinh hiển đó. Chứ không phải là mất đi sự vinh hiển đó. Và Kinh Thánh nói là Môi-se mỗi lần hầu chuyện với Chúa thì sự vinh hiển ở trên mặt ông. Chúng ta xem câu 30. Nhưng Aaron cùng cả dân Israel nhìn Môi-se thấy mặt người sáng rực, sợ không dám lại gần. Nhìn thấy mặt sáng quá, sợ không dám lại gần. Môi-se bèn gọi họ, Aaron cùng các hội trưởng đến gần rồi nói chuyện cùng họ. Đấy. Nghĩa là gọi đến gần nói chuyện cùng họ. Mặt ông vẫn sáng, họ vẫn đứng đó nói chuyện, mặc dầu họ cũng cũng sợ, nhưng mà họ đứng đó họ nói chuyện. Kế sau cả dân Israel đến gần, người truyền dạng các điều của Đức Giê-hô-va phán dặn mình nơi núi Sinai. Môi-se thôi nói chuyện cùng họ, liền lấy lúp che mặt mình lại. Lấy lúp che mặt mình lại. Không phải là dân sự nhìn mặt ông không nổi. Không phải là dân sự không nhìn mặt ông không nổi, họ nhìn được đúng không ạ? Đến nỗi họ đứng nói chuyện luôn mà nói chuyện xong rồi ông mới lấy lúp che, chứ không phải là họ không nhìn được. Họ nhìn được cái sự vinh hiển trên mặt ông. Đấy. Nhưng mà lý do tại sao Môi-se lấy che lại? Có hai cái lý do mà chúng ta thấy che lại là gì? Nó là ý nghĩa là dân sự không được phép nhìn vào sự vinh hiển đó. Thứ hai là sự vinh hiển mà Môi-se có là cái sự vinh hiển mà nhìn sau lưng ấy. Nó tàn đi. Nó tàn đi. Rồi gì nữa? Khi Môi-se vào trước mặt Đức Giê-hô-va đặng hầu chuyện Ngài thì dở lúp lên cho đến chừng nào lui ra. Đoạn ra nói lại cùng dân Israel mọi lời Ngài đã phán dặn mình. Dân Israel nhìn thấy mặt, thấy da mặt người sáng rực thì Môi-se lấy lúp che mặt mình cho đến khi nào vào hầu chuyện Đức Giê-hô-va. Cái này nó xảy ra thường xuyên phải không ạ? Khi ông vào hầu chuyện Đức Giê-hô-va, ông gỡ cái màn ra. Ông nói chuyện xong ông ra thì mặt ông lại sáng. Và khi dân sự nhìn thấy mặt ông sáng thì ông lấy ông che lại. Không phải là dân sự nhìn thấy ông sáng quá thì chịu không nổi. Nhưng mà sao? Nhưng mà sao? Tại sao Môi-se che? À, không được phép nhìn sự vinh hiển đó. Chúng ta mở ra trong Cô Tô Nhì đoạn 3 câu 12. Vậy chúng ta có sự trông cậy giường ấy nên rất được tự do. Chúng ta chẳng làm như Môi-se lấy màn che mặt mình hầu cho con cái Israel không trông thấy sự cuối cùng của sự sáng láng phải qua. Ở đây giải thích rõ cho chúng ta là lý do tại sao mà Môi-se lấy màn che mặt là bởi vì thứ nhất ông không muốn họ nhìn thấy sự vinh hiển đó. Thứ hai là ông không muốn nhìn thấy sự vinh hiển đó lụi tàn đi. À, câu 24. Nhưng lòng họ đã cứng cỏi vì đến ngày nay khi họ đọc cựu ước cái màn ấy vẫn chưa cất khỏi. Bởi chưng ấy là trong đấng Christ mà màn đó bị biến đi. Đó. Ấy vậy cho đến ngày nay mỗi lần người ta đọc sách Môi-se cho họ, cái màn ấy vẫn còn ở trên lòng của họ. Khi họ trở lại cùng Chúa thì màn ấy mới cất khỏi. Hay nói khác hơn chỗ này là như thế nào? Ngày hôm nay nếu mà ai
không trở lại với Chúa, không tin Chúa Giêsu Christ, thì không thể nào nhìn thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mà họ không tin giao ước mới, họ vẫn theo giao ước cũ, thì họ sẽ không nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa. Họ chỉ thấy luật pháp thôi, họ không nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa được. Và Chúa không cho họ nhìn thấy điều đó. Mà mỗi khi nhìn vào luật pháp thì họ thấy cái gì? Thấy tội lỗi của mình. Cho nên không thể nhìn thấy được sự vinh hiển của Chúa. Khi nào họ trở lại cùng Chúa thì màn đó mới cất khỏi. Rồi câu 17 nói gì? Vả Chúa tức là Thánh Linh Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó. Ngày hôm nay chúng ta có Thánh Linh rồi thì chúng ta tự do để mà có thể ngắm xem mặt Chúa, phải không ạ? Câu 18, chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương. Ngày hôm nay chúng ta có quyền nhìn thấy được vinh hiển của Chúa. Đấy. Còn hồi xưa là coi như là cái biểu tượng mà Môi-se lấy cái màn che lại đó, nó là cái biểu tượng gì? Biểu tượng gì? Biểu tượng là trong lòng họ có một cái màn. Cái màn đó là cái màn của luật pháp, chỉ cho họ thấy tội lỗi, cho nên họ không thể nào nhìn thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Còn ngày hôm nay khi chúng ta tin Chúa thì cái màn đó cất khỏi, là bởi vì tội lỗi chúng ta đã được cất đi, phải không ạ? Chúng ta đã chết đối với tội lỗi, chúng ta đã chết đối với luật pháp. Bây giờ chúng ta được tự do để chúng ta có thể nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa. Nhưng mà vấn đề là chúng ta chỉ nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa giống như là nhìn trong gương. Có nghĩa là nhìn mập mờ, nhìn không thấy rõ. Nhìn không thấy rõ mà nhìn được. Mà nhìn được. Nhưng mà ở đây Chúa nói gì? Thì hóa nên một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Từ vinh hiển qua vinh hiển này là sao? Từ vinh hiển qua vinh hiển là sao? Từ vinh hiển qua vinh hiển có nghĩa là có những mức độ vinh hiển khác nhau. Bởi vì khi chúng ta nhìn vào trong cái gương, chúng ta có thể nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa, nhưng mà giống như chúng ta nhìn qua một cái gương vậy đó. Không phải là chúng ta nhìn cái gương, mà chúng ta nhìn sự vinh hiển của Chúa giống như là nhìn qua gương không thấy rõ. Nhưng mà nếu chúng ta càng nhìn thì sao? Chúng ta càng nhìn thì chúng ta càng thấy rõ hơn, và sự vinh hiển của Chúa thì càng ngày càng lớn hơn trên đời sống của chúng ta. Đó. Cho nên ở đây chúng ta biết rằng là theo Kinh Thánh thì chúng ta biết rằng là có những mức độ vinh hiển khác nhau. Có những mức độ vinh hiển khác nhau. Nếu mà ngày hôm nay chúng ta nhìn sự vinh hiển của Chúa, bằng cách nào để nhìn sự vinh hiển của Chúa? Bây giờ mặt trần rồi, trò chuyện với Chúa. Kinh Thánh nói Môi-se hầu chuyện với Chúa, đúng không ạ? Chúng ta mà càng hầu viện với Chúa bao nhiêu thì sao? Thì chúng ta càng nhận sự vinh hiển của Chúa bấy nhiêu. Sự vinh hiển càng ngày càng hơn. Và sự vinh hiển đó có tàn đi không? Không có tàn. Cho dù quý vị không nhận biết mình đang có sự vinh hiển, nhưng mà quý vị cứ ở trong sự hầu chuyện với Chúa, thì sự vinh hiển của chúng ta là sự vinh hiển mà thế gian này, ma quỷ này có thể nhận biết được. Và tất nhiên, mà sự vinh hiển đó là sự vinh hiển của ai? Sự vinh hiển của Chúa. Trong sự vinh hiển của Chúa có cái gì trong đó? Có sự nhân từ của Chúa. Có ân điển của Chúa. Có lẽ thật của Chúa. Có danh của Chúa luôn. Phải không ạ? Cho nên nếu mà chúng ta càng ngày càng vinh hiển thì chúng ta càng sống một đời sống nhân từ, một đời sống đầy dẫy thương xót, một đời sống ân điển. Bởi vì trong sự vinh hiển của Chúa có bao gồm tất cả những điều đó. Vinh hiển của Chúa chính là sự, là bản chất của Đức Chúa Trời luôn. Vậy đó. Cho nên tóm lại, Chúa đã chép những gì ở trong Cựu Ước. Nó giống như là cái khuôn mẫu, nó là biểu tượng để cho những gì chúng ta có ở trong Tân Ước. Và cũng có cho chúng ta thấy là Cựu Ước vẫn có những giới hạn, nhưng mà Tân Ước thì được đầy đủ hơn. Này, thậm chí Chúa nói rằng là có những điều mà những người đời trước, kể cả những tiên tri, thì không có được. Nhưng mà những điều đó được dành cho chúng ta. Những điều đó được dành cho chúng ta. Ngày hôm nay, không phải là tôi xin tôi tìm phép lạ, tôi tìm điều này điều kia, mà Chúa kêu gọi tôi đến chỗ gì? Đó là tìm sự vinh hiển của
Đức Chúa Trời qua sự hầu chuyện với Chúa. Amen không ạ? Đó là những người trưởng thành. Con trẻ thì xin, nhưng mà người trưởng thành thì gì? Tìm. Tìm. Tìm sẽ gặp. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Chúng ta hãy dành thời giờ nói chuyện với Chúa nhiều hơn nha. Chúng ta có thể nói chuyện trong tâm trí, chúng ta có thể nói chuyện bằng lời. Hãy dành thời giờ nói chuyện với Chúa. Đó là lúc chúng ta đang chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, để rồi chúng ta được biến đổi từ vinh hiển qua vinh hiển. Có ân điển của Chúa, có lẽ thật của Chúa, có danh của Chúa luôn, phải không ạ? Cho nên nếu mà chúng ta càng ngày càng vinh hiển thì chúng ta càng sống một đời sống nhân từ, một đời sống đầy dẫy thương xót, một đời sống ân điển. Bởi vì trong sự vinh hiển của Chúa có bao gồm tất cả những điều đó. Vinh hiển của Chúa chính là sự, là bản chất của Đức Chúa Trời luôn.